Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test cái khả năng chơi những video 4K Ultra HD trên chiếc đầu phát Hamida Q8 4 hay gọi là Hamida Q8 quad core, thì để xem coi cái khả năng xử lý như là cái chất lượng hình ảnh khi chơi qua cái chiếc đầu phát này nó sẽ như thế nào. Và ở đây mình có một cái thư mục gồm những cái video có chất lượng 4K Ultra HD, thì mình sẽ mở lần lượt lên cho bạn xem. Thì Hamida Q8 4 hay Hamida Q8 quad core là chiếc đầu phát thuộc phân khúc giá rẻ, tuy nhiên lại có cấu hình hết sức là mạnh mẽ, đồng thời có thêm tính năng chơi những cái video 4K Ultra HD rất là ấn tượng và cũng rất là đáng trải nghiệm. Thì mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đó, rất là đẹp. Mình sẽ mở thêm vài video khác nữa. Vô cùng ấn tượng. Thì có thể qua những cái video này bạn không có thấy hết được, không có cảm nhận hết được, cũng như không có trải nghiệm chính xác được về mặt hình ảnh khi mà chơi những cái video cũng như là khi xem phim qua cái chiếc đầu phát Hamida Q8 4 này. Và để có những trải nghiệm trực tiếp nhất, chính xác nhất, thì mời bạn đến Vida tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc là 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, để có những trải nghiệm tốt hơn và chính xác hơn trên cái chiếc đầu phát Hamida Q8 4 này. Và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Thì mình sẽ mở thêm vài video nữa. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip khác.